Bây giờ á, nó cầm cái micro, nó nói OK YouTube là nó sẽ hiện ra YouTube. Thử đi nội. Bự quá, bộ. OK YouTube. Trời ơi, chết rồi, bị cái gì luôn rồi. Sao đem thui vậy? Tại vì nội nói mạnh quá, nó văng nước miếng vô cái micro, cái nó chạm mạch, nó hư máy luôn rồi. Nói mạnh quá văng nước miếng hả? Đúng rồi. Rồi nó ảnh hưởng gì? Nó hư cái trái cái máy rồi, nội có biết là nước miếng trong miệng nội văng vô máy, xong nó biến thành virus, nó hư cái máy luôn. Đúng rồi, nội có biết virus rồi. Ừ, miệng chúng ta dơ lắm, nội biết không? Bị vi khuẩn không hả? Ờ, vi khuẩn trong miệng nó bay vô đây, nó biến thành virus, banh máy rồi. Trời ơi, nó thấm vô lẹ vậy hả? Đúng rồi, hư mất tiêu rồi. Truyền nhiễm, vậy sao giờ tự nhiên mới mua gì mà nó hư con? Thì đó. Giờ mai mốt là nói gì nó bị hư hoài sao? Thì bởi vậy mai mốt nội có xài máy tính, nội nhớ bịt khẩu trang vô nha. Trời ơi, phức tạp quá vậy. Đúng rồi chứ, văng nước miếng vô vậy đó. Xài laptop à, thì mình có thể xách đi đâu cũng được, mà không ai làm cho mình bực mình nữa. Ông ở trong phòng hả ông? Ông à, cái gì vậy? Tôi xuống sân thượng mà đi rồi. Nãy giờ tôi ở trên sân thượng, ông làm cái gì vậy? Trời ơi. Ôi, bây giờ thì mình có thể xài được hết mọi thứ à, mình có thể xem áo tắm, xem hoa hậu. Bởi sao? Bây giờ có chương trình nhận dạng được cái giọng nói rồi thì làm bất cứ cái gì mà không được. Con, mở cái chương trình wow áo tắm á, bikini cho ông coi đi. Nhớ chứ nhé. Phải như vậy chứ, như vậy mới được chứ. Oh, đẹp quá trời quá đất ăn. Thấy nó hiện đại ghê không? Xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Bây giờ á, nó cầm cái micro, nó nói OK YouTube là nó sẽ hiện ra YouTube. Thử đi nội. Bự quá, bộ. OK YouTube. Trời ơi, chết rồi, bị cái gì luôn rồi. Sao đem thui vậy? Tại vì nội nói mạnh quá, nó văng nước miếng vô cái micro, cái nó chạm mạch, nó hư máy luôn rồi. Nói mạnh quá văng nước miếng hả? Đúng rồi. Rồi nó ảnh hưởng gì? Nó hư cái trái cái máy rồi, nội có biết là nước miếng trong miệng nội văng vô máy, xong nó biến thành virus, nó hư cái máy luôn. Đúng rồi, nội có biết virus rồi. Ừ, miệng chúng ta dơ lắm, nội biết không? Bị vi khuẩn không hả? Ờ, vi khuẩn trong miệng nó bay vô đây, nó biến thành virus, banh máy rồi. Trời ơi, nó thấm vô lẹ vậy hả? Đúng rồi, hư mất tiêu rồi. Truyền nhiễm, vậy sao giờ tự nhiên mới mua gì mà nó hư con? Thì đó. Giờ mai mốt là nói gì nó bị hư hoài sao? Thì bởi vậy mai mốt nội có xài máy tính, nội nhớ bịt khẩu trang vô nha. Trời ơi, phức tạp quá vậy. Đúng rồi chứ, văng nước miếng vô vậy đó. Mà con nghe nói là sửa máy này là chậm nhất là mới một tháng á. Trời ơi, tôi đã bệnh, tôi uống thuốc 3 ngày 5 ngày kháng sinh là hết rồi. Con này gì vi khuẩn không mà sửa tháng. Vi khuẩn máy tính nó phức tạp hơn vi khuẩn vô con người nữa. Vậy mình bơm thuốc kháng sinh vô cho nó đi. Không có được, nội thôi bây giờ con để con ráng con sửa cho nội nha. Trong thời gian nhanh nhất hả? À? Dạ, trong thời gian nhanh nhất. Mới bu gì hư trời. Ừ, nội đừng có ấy, thôi đi. Khẩu trang hả? Bữa sao bịt khẩu trang cho nội. Nhớ nha nội, mốt phải cẩn thận hơn nha nội. Gì kỹ trời, đồ điện tử trong nhà nội phá hư hết rồi. Phức tạp quá. Mới mốt mình phải cẩn thận, nói nhỏ thôi. OK. Dặn nước miếng vô chết. Cẩn thận. Xong. OK, cho tôi xem hình hoa hậu. OK, cho tôi xem hình hoa hậu ở biển. Bikini. Hoa hậu ở biển, bikini. Kỳ vậy? Bikini. Ủa nội? Mà làm gì hả nội? Đâu có gì. Không có gì đâu. Đợi coi sửa xong chưa, nữa kiểm tra. Nội làm sao mà hư cái máy tính luôn rồi. Ủa sao hư con? Nó bị hư nữa kìa nội. Ủa nội đâu có làm gì đâu hư. Nãy giờ nội có nói gì vô không? Có.
Trời ơi, nội làm hư cái máy luôn rồi. Đâu có, nó đâu có làm gì đâu, đâu có gì, do anh không biết gì đâu. À, rồi nội có lặp đi lặp lại không nội? Có một lần. Thế nãy chưa con biết ngay mà. Trời ơi, nội ơi, cái máy này là nó rất là nhạy cảm với cái giọng nói của mình. Nội mà không biết cách xài là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm sao con? Nó có thể nổ luôn á nội. Đúng rồi nội. Nguy hiểm dữ vậy. Dạ. Nội phải hiểu á, cái máy này nó dùng rất là nhiều năng lượng của cái máy để nhận diện cái giọng nói của nội, tại nó rất là tinh vi. Nó mà nội mà cứ lặp đi lặp lại vậy đó, cái máy này nó sẽ dùng hết toàn bộ RAM rồi toàn bộ cái năng lượng của nó phân tích, thì nó phân tích bị lặp đi lặp lại qua nó không còn đủ bộ nhớ để nó phân tích nữa, cho nên là nó bị nóng giống như con người bị sốt, với là nó nổ máy luôn. Đúng rồi nội. Nổ cái máy luôn à? Dạ. Đó, bây giờ nội đã hiểu chưa? Nếu như mà mình xài không khéo sẽ là mất điện luôn cả thành phố đó nội. Cái gì ghê vậy? Đúng rồi nội, mất điện nguyên thành phố luôn. Mất điện nguyên thành phố? Dạ. Cái gì khủng khiếp vậy? Cái chuyện này đã từng xảy ra bên Lào rồi nội. Đúng rồi nội. Dạ. Trời ơi, mất điện thành phố, người ta đợi mình chết à. Dạ, bây giờ hư máy luôn rồi nội ơi. Giờ sao con? Sửa giùm nội đi con. Sao giờ Mẫn? Em không biết nữa, anh coi ráng sửa giúp nội coi. Thì bây giờ anh phải tìm cách anh sửa chứ, bây giờ biết sao giờ nội. Chứ cái này là sửa chắc phải mất cả mấy ngày nữa đó. Mấy ngày hả? Dạ. Ủa, con ráng sửa lẹ con ha. Dạ. Thôi để con nói anh hai ráng tìm cách sửa giúp nội nha. Thôi giúp nội đi. Thì tối nay con tập trung hết toàn bộ thời gian con sửa cho. Rồi cái máy. Thôi anh hai ráng sửa giúp nội nha anh hai. Trời ơi, ây da, gì mà rắc rối dữ vậy trời. Tưởng ngon bây giờ nó mệt à. Sao mà giống mua trái bom nổ chậm gì quá vậy trời. Ây da. Nè, ông chơi gì mà ông vui vậy? Hôm trước á, tôi nhờ mấy đứa trong nhà nè nó cài cái chương trình diệt virus. Trời ơi, bây giờ nước nhẹ nhàng mà quá đi. Nè, tôi bữa hôm cũng đem lên cái chỗ mà làm điện thoại nó làm cho tôi nè, nó cài cho tôi nè ông. Trời ơi, nó có dạy. Như gì vậy? Ra tiệm chiêu tốn tiền mấy đứa cháu mình nó làm ngọt ơ. Tốn tiền đâu tốn tiền, bữa hôm đi ra ngoài tụi nó cài miễn phí. Cái chương trình này cài miễn phí mà tốn tiền gì? Miễn phí. Miễn phí. Ê, đây hai đứa à, cái diệt phần mềm virus gì đó người ở tiệm người ta làm đâu có tốn tiền, tại sao lấy của nội mấy trăm ngàn là sao? Dạ nội à. Gì? Thiệt gì? Ra thì mấy cái kia nó miễn phí thiệt, nhưng mà làm sao nó bằng mấy cái mà tính phí con tải cho nội được. Cái mà tính phí hiện tại con tải cho nội là đang là hiện đại nhất á. Phải không? Dạ. Đừng có lẻo miệng nha. Anh hai con nói đúng á nội. Mấy cái phần mềm miễn phí đó sao bằng mấy cái tính phí mà tụi con cài cho nội được. Phải không? Đúng rồi nội. Nội thử chọn ơi, nước suối, nước giếng nội chọn cái nào? Ủa, nước suối chứ. Đó. Nhưng mà bây giờ nước suối nó toàn lấy từ nước giếng không mà nội. Nhưng mà nó cũng phải qua cái nhà máy lọc á nội. Thì tính phí là chỗ đó đó. À, nè. Đừng có gạt nội lần nữa nghe. Dạ. Rồi bỏ qua cái chuyện đó đi. À còn cái laptop. À cái laptop làm cái gì mà nó hư gì nước miếng văng vô rồi nó nổ rồi nó mất điện cả thành phố. Gạt nội hả? Trời ơi, nội không tin á thì nội cứ qua xài lại thử coi, rồi mất điện cả thành phố đừng đổ thừa tụi con á. Nội. Hả? Nội không nhớ câu chuyện ở bên Lào á nội. Sao? Dạ, cái ông đó làm nổ laptop mất điện cả thành phố phải đi tù luôn đó. Đi tù đi hả? Nội không tin để nội qua xài thử đi. Dạ, nói chung là nguy hiểm lắm nội ơi. Phải không? Dạ. Thì hai đứa đừng gạt nội phát hiện là chết đó nha. Bây giờ nếu như họ không tin thì thôi để cho nội cứ qua nội. Thôi qua nội thử đi. Thôi được rồi. Nội tin. Nhưng mà gạt nội là chết á. Dạ. Chưa. Mém tí ngày mai đăng báo là người đàn ông làm mất điện cái thành phố. Ồ, phải đi tù. Hên muốn chết luôn. Thôi nội. Sao giờ này mấy đứa nhỏ đi đâu chưa về nữa trời. Tiếc là kỳ cục. Ủa ông đi đâu vậy? Ngủ không được, ngủ không được. Thôi bà ngủ với nó đi, bà chơi với nó đi. Nghĩ sao mà đưa cho nhỏ chơi cái này rồi nó nhỏ rồi gai xa coi.
Dao con cha. Rửa gì cũng sạch vậy vậy? Nãy ăn xong rửa đi. Giờ em ăn mà anh rửa được không? Không. Không không. Cái gì? Sao xạo làm gì mà có chuyện mai cho xíu gì cúp điện cả thành phố. Cho tôi xem áo tắm. Được không? Rồi kiểm tra kỹ rồi. Đi cái thằng hú à. Sau đây là bản tin 247. Tối qua, khu vực quận Bình Thạnh đã xảy ra cúp điện toàn quận. Tuy thời gian mất điện không dài, chỉ khoảng 20 phút. Qua nhà mình cúp điện hả? Sinh hoạt của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Bà đi gặp Minh trả bằng keo. Minh có bản không? Hôm qua nhà mình cúp điện hả ba? Trả bằng keo thôi, chứ không có ý gì đâu. Cũng sao cha con tôi nói chuyện hợp dữ vậy cha? Cho tôi coi áo tắm đây.